Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay bắt đầu là đến tầm tháng này là vào tháng 9 dương lịch rồi. Thì cái thời điểm này cũng là cái thời điểm rất là tốt để mình chia sẻ cho các bạn, cho tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng. Có những cái giỏ hoa lan rừng khỏe mạnh, phát triển tốt và đã đứng ngọn. Thì đến hiện tại thời điểm này thì năm nay thì nói về hoàng thảo kèn thì cách đây 2 năm trước thì còn có thể là rất là nhiều và giá nó rất là hợp lý. Thì thời điểm này mình cũng không còn nhiều hàng khai thác nữa của rừng. Năm ngoái và năm nay là mình không có lấy một cái ngọn nào ở ngoài tự nhiên nữa, mà đa phần đều tách ở trong vườn ra để chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì đến bây giờ mình bắt đầu là chia sẻ tiếp cho tất cả anh em yêu thích và đam mê về cái hoàng thảo kèn hàng chuẩn của rừng Lai Châu các bạn nhé. Đấy, còn bây giờ thì nói chung là người dân thì người ta cũng rất là lộn nhộn rồi. Cách đây 2 năm thì họ cũng đã có thể nói là họ cũng khai thác không phải là tự nhiên nữa, mà họ cũng đi mua của những cái người buôn. Sau đó họ về họ ghép vào những cây nhỏ nhỏ ấy. Ghép vào thì ví dụ cây nhỏ nhỏ như này. Họ mua vào có thể là mình theo như mình nghĩ thôi chứ còn không biết là có đúng hay là sai. Nhưng mà họ ghép theo kiểu là mua hàng cân của Lào, Trung Quốc, Myanmar. Sau đó người ta ghép đến thời điểm này thì người ta ghép vào những cái cây rừng ấy. Sau đó bây giờ là người ta được 2 năm rồi, hoặc là đúng chắc chắn nó phải được 2 năm rồi. Bắt đầu là họ chặt ra, họ chặt cái khúc cây này rừng ra. Sau đó họ nói là họ khai thác tự nhiên. Thì đấy là cũng cái mình theo như mình nghĩ thì chắc chắn là cái chuyện đó là có. Bởi vì mình nắm bắt được thông tin một số anh em là có rất nhiều anh em trước đây đã đi lấy hàng cho mình và cũng nói về cái chuyện là cây của một số anh em người đồng bào là không còn chuẩn như ngày trước nữa. Thì đấy là mình cũng chia sẻ như vậy thôi. Còn anh em nào mà mua thì cứ mua. Còn quan trọng nhất là khi mà nở mặt bông thì đậm hay nhạt thì đâu cũng có cây nọ cây kia. Đấy, của mình thì cũng thế thôi. Và mình cũng chả có tách riêng ra cây đậm với cái nhạt cả. Cứ để chung tất này. Chắc là chỉ còn độ khoảng 50 ngọn thôi. 5-70 ngọn gì đấy. Thế là chia sẻ cho mọi người. Hết lô này là chỉ giữ lại một số cái giò mà ví dụ như cái giò to như thế này. Đấy, tâm đắc thì mình giữ lại. Đấy, rất là đẹp. Đấy, mình giữ lại để mình chơi 1-2 giò thôi. Với lại đây là cây kèn màu họng hồng nữa. Đấy, thì giữ lại một vài giò như thế này thì nên giữ để nhân giống. Đấy, còn đây là cái hàng mà mình tự tay gieo hạt đây. Đấy, hiện tại đấy năm nay thì phát triển rất là tốt do mình thay đổi cái phương thức trồng. Đấy, thì về cái phương thức trồng thì cũng đã thành công và cũng phát triển rất là khỏe, chứ không phải là mình trồng theo kiểu tự nhiên như ngày trước nữa, là cứ cho củ gỗ không thôi. Nhìn nó khô khốc và nó không phát triển lắm. Phát triển nó kém. Đấy, như mình ghép vào củ gỗ như này ấy, thì cái đợt đầu năm mình có tách ra đấy. Thì như các bạn nhìn thấy cái lá của cái thân kèn nó rất là to. Đấy, thì khi mà ghép vào củ gỗ thì nó có một cái lợi thế các bạn ạ. Đó là khi mà chúng ta ghép củ gỗ này ấy, thì nó rất là thuận lợi và cái mùa mưa của Lai Châu nó rất khắc nghiệt. Hơn một tháng, tức là hơn một tháng rồi là không thấy ngày nào hửng nắng cả, mà trời cứ ẩm ướt suốt, cho nên là cây nó cũng không thể phát triển nổi. Đấy, nên là một cái khí hậu rất là khắc nghiệt. Mà như của mình đây thì là làm lưới không thôi chứ không có mái tre, không có mái nhựa gì cả. Đấy, cho nên là mình phải trồng kiểu này. Như trước đây trồng kiểu này mình cảm thấy hiệu quả, nhưng bây giờ nên đổi cách trồng rồi các bạn ạ. Đổi cách trồng lẽ ra là phải đổi từ lâu rồi cũng mới đúng. Mình sẽ làm mái để bảo vệ cho cái cây phong lan được
đặc biệt là dòng hoàng thảo kèn tuyệt đối. Thì mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn rằng những anh em nào cần lấy mặt hàng thì bắt đầu là từ ngày hôm nay mình sẵn sàng chia sẻ cho anh em những cái hàng kèn rừng của Lai Châu, hàng chuẩn của Lai Châu. Mình thì nói với các bạn rằng là từ trước giờ bán hàng thì cũng chả có tem mác gì đâu, nhưng quan trọng nhất là chia sẻ cho anh em nó là cái tính chất thực sự thôi, chứ còn 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 để mà nói là làm kinh tế thì người ta bảo làm kinh tế mà không thế này thế kia thì nó cũng khó. Thế nhưng mà nói các bạn rằng là 2 năm trước thì hoàng thảo kèn nó rất là nhiều và nó cũng khá là rẻ. Đây các bạn nhìn đây. Thế nhưng người ta nuôi cây này thì chắc là 2 năm sau thì phải to lắm rồi, nhưng mình nuôi kiểu nông dân này thì nó bình thường thôi, nó dân dã này cho anh em về anh em chăm sóc cho nó dễ. Còn nếu sang năm tới thì chắc chắn là mình sẽ thay đổi phương thức cách làm, thì đương nhiên là chắc chắn là sẽ cây nó sẽ khác. Thế thì hôm nay cũng chia sẻ cho các bạn rằng những anh em nào mà có nhu cầu sưu tầm kèn thì chắc mình chỉ còn đây khoảng 70 ngọn thôi, ngắn dài có cả. Đấy, anh em nào lấy giò nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn giò đấy. Đây, có cả ngắn cả dài đây, chia sẻ với cái giá hợp lý, đó là giống như kiểu thanh lý đấy. Đấy, để mình chuyển đổi cái phương cách trồng, cái mục đích trồng và cái chế độ chăm sóc nó khác nhau, chế độ chăm sóc khác đi để cho cây nó phát triển tốt. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Mong rằng là những cái chia sẻ của mình thì sẽ giúp ích cho các bạn, cho tất cả anh em đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc có được những cái giò hoa lan đẹp và phát triển tốt tại khu vườn của mình. Và trong khu vườn thì có đa dạng chủng loại hoa lan rừng thêm phong phú. Vâng, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ là Vườn Lan Trường Sơn, số điện thoại là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.